Giới tiên tri nhận định, tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 tháng 3 năm 2022, đến thời thoát cổ, giàu nứt đốn đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Bính Tuất, đa số thì họ sống tự do, có lập trường và trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Những người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn và không ngại khó khăn nguy hiểm. Về sau thì những người này họ đều có được những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Bính Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi thì cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần này vẫn sẽ có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Và hơn nữa thì được cục diện tam hợp với thái tuế của năm, cho nên trong năm mới 2022 nhâm dần này thì những gia chủ tuổi Bính Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần và từ đó đường công danh, công việc được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Để nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Bính Tuất trong tháng 3 âm lịch, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, mệnh ốc thượng thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao. Họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ. Nhiều khi ta thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên, vạn nhân, vạn tính, vì mỗi người là một tiểu vũ trụ. Tính, lập trường, nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý, duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của người tuổi Tuất luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình lao động của mình. Bảo vệ người khác với những hệ thống phép tắc, quy phạm chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng, thước ngọc, hệ quy chiếu, chuẩn chỉ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử của họ. Ngày nay, hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng là người mô phạm, đạo đức, ung dung, hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh ốc thượng thổ, có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ, lại cứng rắn, cho nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạ lùng, cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế, họ thường trở thành một người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ, giữ gìn và không mạnh về tiến công. Xem tử vi tháng 3 năm 2022 âm lịch của người tuổi Tuất, đây sẽ là một tháng có hung tinh xung chiếu nhưng chưa chắc đã hoàn toàn tiêu cực với bản mệnh. Chỉ cần bạn duy trì được tinh thần lạc quan, luôn nhìn về phía trước thì dù biến động lớn cỡ nào cũng không quá đáng lo ngại. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên sẽ xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong nhà. Bản mệnh cần phải chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết về vấn đề mình gặp rồi mới đưa ra những phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ nhanh, không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tình hình sức khỏe cũng như không thể được chủ quan lơ là. Bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này các gia chủ tuổi Bính Tuất cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Các bác cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có quá nhiều biến động tiêu cực. Với những ai vui thú điền viên, vừa tăng gia sản xuất chăn nuôi trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi sức khỏe dẻo dai thì tốt nhất nên duy trì đều đặn.
năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Bính Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế, người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi năm Nhâm Dần thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng này. Đành rằng ở độ tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm lo cho bản thân. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Do độ tuổi khá cao, bản mệnh nên thận trọng khi đi lại, dịch chuyển, hạn chế tình trạng bị té ngã, va quẹt xe cộ hoặc vấp vào đồ dùng trong nhà. Những người có tiền sử bệnh xương khớp không nên đi đến những môi trường ẩm ướt, thời điểm giao mùa cần phải chú ý chăm sóc cơ thể để khỏi mang bệnh vào thân. Các quý gia chủ tuổi Bính Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ trong tháng của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung. Đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn, ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Tháng này, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để cho các con của mình sống cuộc sống riêng. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái các bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch, ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Tuất sinh năm 1946 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.